Ngày 7 tháng 8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến vụ tàu chở hàng gần 4.500 tấn va chạm với phà chở khách trên sông Vàm Nào, thủy phận bờ phải xã Tân Trung, huyện Phú Tân, bờ trái xã Mỹ Hội Đông, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang. Bến phà khách ngang sông này có quyết định hoạt động, nhưng phương tiện phà tại bến này không được phép chở ô tô theo quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết, qua kiểm tra nồng độ cồn, thuyền trưởng tàu biển chở hàng và phà khách, kết quả 0.00mg trên lít khí thở. Bến khách ngang sông có quyết định công bố hoạt động, nhưng không được phép chở ô tô theo quy định. Phương tiện phà khách số hiệu AG23293 và người điều khiển phương tiện có các giấy phép chuyên môn theo quy định. Tuy nhiên, phương tiện phà khách này khi lưu thông chỉ có thuyền trưởng, không có máy trưởng là chưa đúng quy định. Hiện phòng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời phối hợp kiểm đếm số lượng người trên phà trước khi xảy ra tai nạn. Như tin đã đưa, trước đó vào khoảng 14 giờ 40 phút chiều ngày 6 tháng 8, trên sông Vàm Nao đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu chở hàng và phà chở khách. Vụ va chạm xảy ra trên đoạn sông nằm giữa xã Mỹ Hội Đông, huyện Trợ Mới và xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Vào khoảng thời gian này, tàu sắt chở hàng của Bangkok, Thái Lan, trọng tài gần 4.500 tấn, do ông Fitzanu Kamesang, người Thái Lan, điều khiển, chạy hướng Thuận Giang, đến sông Vàm Nao thì xảy ra va chạm với phà chở khách, biển kiểm soát AG23293, chạy hướng huyện Phú Tân đến huyện chợ mới tỉnh An Giang. Phà chở khách do ông Châu Trọng Lực, sinh năm 1985, trú tại ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện chợ mới tỉnh An Giang điều khiển, Tại thời điểm xảy ra va chạm, trên phà chở khách có 2 xe ô tô tải, 6 xe mô tô, 1 xe ba gác và khoảng 10 người. Sau va chạm, phà tiếp tục di chuyển vào bến tại ấp Mỹ Hòa, xã hội Đồng, huyện Trợ Mới. Vụ va chạm không gây thiệt hại về người, nhưng khiến một xe ô tô tải biển kiểm soát 66C16378 rơi xuống sông. Tài xế bị gãy chân trái, được chuyển đi bệnh viện điều trị. Ngoài ra, vụ va chạm khiến một xe ô tô tải khác mang biển kiểm soát 67C11635 nứt kính đầu xe, một xe ba gác hư hỏng nặng, hai người bị thương nhẹ.